Sáng hôm nay trời Sài Gòn rất là mát ha, ăn bún bò Huế. Tô này 45 ngàn đồng thôi, đây các bạn thấy nè, cái phần nước bún bò Huế nè, thơm lắm. Xôi sụp sụp luôn. Đó. Quận nhất, quán Điện Hòa, 26 Cô Giang, 7 ngày 11 món, món nào cũng ngon. Bây giờ đông nghẹt luôn rồi. Nè, còn 60 số 1, còn của em gái này giấy 500 thôi nè, ai không? Bún cưng là tô bún, tô bún thịt nướng hồi nãy không có giò phải không em? 40 với lại 35 là 75, 75 một lì trà đà 77 nghe. Và đây là đại lộ Võ Văn Kiệt các bạn ha. Khúc này là thuộc quận 5 nè. Sáng hôm nay thì bầu trời hơi u ám chút xíu. Từ đây chúng ta sẽ chạy về đường Cô Giang quận nhất nha. Hiện tại là lượng xe cộ khá là đông như khúc này. Và đây khu vực cầu Nguyễn Tri Phương. Đó các bạn thấy ha. Xe cộ càng lúc càng đông. Khúc này nó hẹp lại bên phía tay phải này nè. Tới đây là khu vực cầu Ông Lãnh, chúng ta sẽ quẹo trái vào lại đường Võ Văn Kiệt. Rồi, đến đây chúng ta quẹo phải vào đường Đề Thám ha. Chạy chút xíu nữa sẽ quẹo phải vào đường Cô Giang. Sẽ tới quán chị Hoa. Đây các bạn, chuẩn bị quẹo phải vào Cô Giang. Rồi các bạn nhìn bên phía tay trái nha. Quán chị Hòa nằm bên phía tay trái. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 8 giờ sáng ngày 20 tháng 7 năm 2022. Và mình lại có mặt trên đường Cô Giang, quận nhất. Sáng hôm nay chúng ta đến đây đang bún bò Huế ha. Quán chị Hòa, 26 Cô Giang, 7 ngày, 11 món. Món nào cũng ngon, hôm nay là món thứ 10. Rồi, chúng ta bước về quán chị Hòa. Đây, chị Hòa. 0903 850 368. Hôm nay đặc biệt là bún bò Huế, có giá chỉ 40 ngàn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào trong nha, đó. Không còn chỗ bước luôn, bữa nào cũng đông. Bán từ khoảng độ 6 giờ 30 sáng các bạn nha. Đây, vô vô. Oh, có người đi coi kênh. Dạ, chào chú. Dạ, dạ. Khách quen. Rồi, đây phần chả. Rồi. Phần bò có gân nữa nè. Cái chả này chắc chắn là anh Minh tự làm rồi nè. Đúng rồi đó. À, em nhìn là em biết rồi. Đúng rồi. Mình làm cho chắc chắn. Dạ. Rồi qua đây. Bún. Ok. Bò bắp chuối. Rau muống. Ngò gai, giá. Có chú cây màu trắng ha. Đúng rồi. Dạ. Đây. Hôm bữa anh Minh nói là cái bún bò Huế này là cái vị lai giữa Huế với Sài Gòn đúng không anh? Cái này là 60 heo giả, heo trong. Đây, cái heo trong kìa. Bây giờ bún bảo vệ bưng đi luôn nè. Sorry anh nha. Rồi, kính chào. Rồi, kính chào. Rồi, cảm ơn.
Thơm quá. Dạ dạ rồi. Dạ dạ. Các bạn để ý nha, cái tay của anh Minh đó, có cái khăn đó để lau cái tay khi mà bóc tiền đó, rất là kỹ. Ba cái khăn ba nơi và sáu cái khăn, đúng rồi, cái khăn tô khác. Dạ, đúng rồi. Đó. Kỹ lắm. Bánh nghệ. Rồi thôi, quay cái đùi cái giò heo. Dạ, cứ chờ con chút nha. Của em làm ba tô ha. Ok cư. Dạ rồi, ngồi đi anh sẽ làm. Dạ dạ. Thơm quá. Cảm giác cái mùi nó nhẹ nhàng luôn. Không? Dạ. Đây là khách thích quá cái nghề này. Dạ. Đây cái tô này 40 ha. Đúng rồi. Dạ. Không, tô này 45 nghìn. 45 hả? 45 nghìn. 45 là có giò. Có giò là 45 nha. Dạ. Đây. Ok, nãy cứ ngán cái phần chả có màu cam này gọi là chả gì anh? Chả này chả tôm. Chả tôm hả? Dạ. Không có giò. Cái màu cam bên trên là cái trứng. Dạ. Đó, 45. Đây là giò gân. Giò gân. Lại bằng giò thịt. Đó, 45 nha. Rồi ảnh chuyển qua. Từ từ. Giò gân. 45. Đó, cho nước béo vô chút xíu. Rồi. Đó, ta liên nước mắm. Ờ, nước mắm. Ba tô bún bò Huế ha, mỗi tô 45.000 đồng đó, khỏi nghi ngút luôn. Quay em dùng cái đũa em xóc cộng bún anh em lên quay cái tô của em nè. Cái phần này có 45.000 đồng thôi đó, có nguyên cục giò lớn. Giò bự. Đó. Rồi. Chả cua, chả tôm. Chả tôm, đã nói chả tôm, chứ phải chả cua, đúng rồi. Anh chế biến theo kiểu của anh. Ok, rồi ăn thôi. Tô nào cũng đã hết. Ở đây phần ớt được cay ha, sa tế thơm, nước mắm với phần rau. Cục giò đi giò nạc luôn quá trời. Ừ, đợi xíu nha, quay luôn phần này luôn. Ở đây rau thơm có ngò gai, kinh giới, rau quế. Ừ. Đây, cái cục giò này ngon thiệt nha. Sao cục này ngon kìa. Giò nạc ngò, nó lớn như vậy. Còn bên đây cái cục mình bự không vậy? Này giòn không? À đúng. Này giòn không? Mình thích ăn giò nạc hơn. Rồi ok, rồi ăn thôi. Tùy ảnh cho đại ba cục, ba người khác nhau. Rồi ăn thôi. Ăn đi, ăn đi. Mình ăn xong một phần bún bò Huế, sau đây là phần nhận xét của mình nha. Rồi mình nhận xét trước đi. Cái điểm thích nhất của em á là cái phần nước dùng. Ok. Nước lèo nó cái gì, nó nóng á, ngon. Ok. Cái thứ hai là cái chả to. Rồi. Cái này nó thơm cái mùi, cái nhúng nhúng chắc. Nó cắn nhìn cắn người là đã liền đi. Đúng rồi. Rồi. Cái thứ ba là phần nạm. Ừ. Phần nạm thì có cục thì nó mềm, có cục thì nó cũng hơi cứng xíu. Rồi. Nhưng mà cái cục mà có miếng mỡ mỡ thì nó ngon lắm. Ừ, ok. Rồi cái giò thì em không biết kiếm, tại cái giò nó nhiều khi cái thịt này bạn nổi nhiều quá, nó chỉ là hơi cứng thôi. Ok. Nó hơi cứng thôi chứ nó cũng không phải là dở. Ok. Nhưng mà nó mềm xíu thì ngon. Rồi. Nói chung là cái vị là tổng thể là ngon đó. Ừ. Quỳ thấy sao? Đối với tổ của em. Về cái nước thì đậm đà. Rất thơm, ok. Về cái phần chả tôm á. Cái chả, cái loại chả ở đây thì nó hơi dai chút. Cái kiểu là nó dai dẻo á. Rất là thơm, ngon. Cái phần nạm ok, đối với em ok. Và cái phần giò thì cái da ở ngoài nó mềm và cái thịt ở trong thì nó hơi cứng một chút. Ok. Cái kiểu như là dai á. Nó dai. Nếu mà như dân em á, ăn là ok. Thì nếu mà những vậy thì hơi khó ăn một chút. Ok.
Thôi sau đây qua tới tổ của mình. Đầu tiên mình rất là mừng là bởi vì thực sự mà nói là một người miền Nam nấu bún bò Huế thì trước khi mình đến đây mình rất là phân vân. Mình nhớ là hai hôm trước gì đó có hỏi ảnh nói là sẽ là bún bò Huế thế nào, anh nói là đến ăn đi, cái vị sẽ ngon. Thì ở đây thực sự nó không phải là theo dạng Huế ở ngay tại Huế các bạn nha, sẽ không phải dạng như bún bò Huế ngay tại thành phố Huế, cũng không giống bún bò Huế Ô Sủ hoặc là Út Hưng ngay quận 3 và quận nhất. Ở đây là vì bún bò Huế nó giống như kiểu miền Nam, miền Sài Gòn. Nói chung là cái nước lèo nó nóng, thơm thoang thoảng, cái mùi xả, vị đậm đà. Vị đậm đà ở đây là cũng là tương đối thôi. Anh Minh thì ảnh có khuynh hướng ở chỗ là nó sẽ thanh nhẹ hơn so với một số cái nơi, chẳng hạn như bún bò Tô Hiến Thành. Tô Hiến Thành rất là đậm, còn ở đây là cái vị đậm nó vừa phải. Ở đây có cái phần mình rất là thích, chính là cái phần chả tôm. Ở đây là cái tiệm duy nhất mà bán chả tôm mà đúng là tôm. Cái điểm thứ hai mình thích chính là cái phần nạm và phần gân. Đặc biệt là cái phần gân nha, cái phần gân nó nhai sực sực. Cái phần nạm sẽ có phần nó tương đối là mềm, có phần nó sẽ hơi dai chút xíu. Riêng về cái phần giò heo, cái phần da thì nó mềm. Mình em dùng cái đồ của em đắp, em cầm cái quần cầm nó lên luôn, mình cầm nó lên luôn, xử nó lên luôn. Rồi ở đây cái phần thịt á thì nói chung là không phải gọi là nó cứng mà nó hơi dai. Đối với người mà có răng thiệt á, ăn thì sẽ phải cắn một cái xong rồi nhai. Đối với người mà răng hơi yếu thì ăn sẽ hơi mệt. Nếu như mình nấu cái món này thì mình sẽ hầm cho nó mềm hơn chút xíu nữa. Thứ hai là cái tỷ lệ mỡ tùy theo cái miếng giò heo nha. Cái miếng này thì cái tỷ lệ mỡ nó tương đối là cao, thì mình không ăn mỡ nhiều thì cảm giác nó sẽ hơi bị ngán. Em lật qua mình, em dùng cái đũa em lật qua. Đây các bạn. Cái miếng này thì nó có phần mỡ nhiều hơn, do cái độ mỡ ngay chỗ này nó nhiều thì bạn nào thích ăn mỡ sẽ ngon, bạn nào không thích ăn mỡ sẽ hơi bị ngán. Tuy nhiên có cái giò heo của Bình Quy với Bình thì cái lượng mỡ là lại rất là vừa phải, nhưng cái miếng này sẽ ngon hơn này. Do đó cũng là sự lựa chọn nữa, thì mình ăn cái tô bún bò có thể nói với bên anh Minh nha. Đó, để cho mình lựa chọn tốt hơn. Thấy giò thịt hay là giò mỡ? Đúng rồi. Giò gân. Rồi, tập trung ăn hết. Cơ bản tôi là 45.000 đồng là bán đồng tiền. Phân khúc giá rất là vừa phải luôn. Chỉ cần là cái phần giò heo nó mềm một chút xíu, có hai là cái phần nạm có một số phần nó cần mềm một chút xíu nữa thì nó sẽ ngon hơn. Tao ý nó là cái độ mềm đó, nó sẽ ngon hơn á. Cũng đâu phải có nhiều người thích ăn giò đâu, không lấy giò thì lấy cái khác rồi ăn khác. Vậy là cũng tùy người đó, có người sẽ thích ăn mềm, có người sẽ thích ăn cứng, còn bản thân mình thì thích là nó sẽ mềm một chút xíu cho dễ cắn.